Lục Tiểu Linh đồng, Tôn Ngộ Không và vợ nên duyên nhờ bà mối trừ bắt giới. Tôn Ngộ Không, Lục Tiểu Linh đồng từng chính miệng tiết lộ với khán giả rằng người vợ thảo hiền của ông chính là một diễn viên cùng đóng trong Tây Du Ký 1986 tên là Vu Hồng. Trừ Bát Giới mà Đức Hoa cũng đã khẳng định điều này, bởi khi đó Trừ Bát Giới và Tôn Ngộ Không ở cùng phòng với nhau, thậm chí còn là đồng phạm, tìm cách để cho đôi chim uyên ương có cơ hội riêng để gặp nhau tâm sự. Tôn Ngộ Không là hình tượng kinh điển của phim ảnh Trung Quốc với sự thần thông quảng đại, quyết diệt trừ yêu quái, phò tá Đường Tăng đi lấy kinh. Chính vì thế mà ít ai để ý đến mối tình khắc cốt ghi tâm của Tôn Ngộ Không. Câu chuyện xảy ra trong thời gian đoàn làm phim Tây Du Ký đang bận bịu, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng lúc đó đã chớm nở tình cảm với nhau nhưng lại chưa dám công bố. Đó cũng là bởi quy định đoàn phim, đạo diễn Dương Khiết muốn tất cả các thành viên của đoàn chỉ toàn tâm cho việc diễn xuất. Tình cảm, bận biểu gì, cụ các riêng để dồn hết cho công việc. Vậy nên, anh Khỉ chỉ biết làm theo mà không dám công khai với cả đoàn. Mặt khác, Lục Tiểu Linh đồng khi ấy cũng không muốn nhiều người nhìn ngó, cho rằng đi đóng phim mà cứ tình tứ, gieo trăng hỏng gió tự tình. Nhưng tưởng mình và người yêu có thể che giấu được đoàn phim, nhưng giấu ai thì giấu, không giấu nổi Lão Trừ. Mai Đức Hoa là người cùng phòng với Lục Tiểu Linh Đồng, với tính cách tinh tế lại tế nhị, Mai Đức Hoa sớm biết Tôn Hầu có tình cảm với ai, nhưng anh nhất định kín bưng không hé nửa lời. Lâu dần, đoàn làm phim sinh nghi, nhiều người trêu chọc, anh Khỉ này, chị Vu Hồng xinh xắn đấy nhỉ, thì thấy Lão Tôn gắt gỏng nhưng vẫn thẹn thùng. Cho đến khi quay tập quan phòng bực mà ồn, Lục Tiểu Linh Đồng bị thương nghiêm trọng, phải nghỉ quay 3 tháng, đoàn phim và đạo diễn Dương Khiết buộc phải quay trước những phần cảnh khác. Lúc này, Vu Hồng vừa cân bằng công việc và tình yêu, sáng đến phim trường, chiều về bệnh viện. Điều này làm Hồ Ca cảm động, lại thêm Trừ Bát Giới mà Đức Hoa hết mực khuyên bảo. Ông quyết định công bố với tất cả mọi người rằng anh và Hoàng hậu Thiên Trúc Vu Hồng đang yêu nhau. Chuyện tình cảm của hai người ngay lập tức nhận được nhiều sự ủng hộ và lời chúc phúc của các thành viên trong đoàn phim. 3 năm sau, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng quyết định kết hôn vào ngày 12 tháng 6 năm 1988 với dự định song hỷ lâm môn. Lục Tiểu Linh Đồng nhận giải thưởng Kim Ưng và làm lễ cưới cùng một ngày. Thế nhưng khi ấy, Lục Tiểu Linh Đồng bị điều động gấp sang Singapore quảng bá cho Tây Du Ký, khiến cô dâu chú rể xa cách nhau hàng ngàn cây số. May mắn là với sự giúp đỡ của bạn bè, Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng làm đám cưới mà không cần sự hiện diện của cô dâu chú rể. Trước mặt toàn thể nghệ sĩ, khách mời và báo giới tham gia lễ trao giải Kim Ưng lần thứ 6 tại Bắc Kinh, người chủ trì chương trình đột ngột tuyên bố, hôm nay Lục Tiểu Linh Đồng và Vu Hồng chính thức kết hôn. Cùng lúc đó tại Singapore, trong hội trường đầy khán giả ngoại quốc, nam diễn viên thủ vai Satan đã nói, hôm nay, ngay lúc này, sư huynh Tôn Ngộ Không của tôi làm lễ kết hôn. Vậy là cách xa một lục địa, một đại dương, hai con người với tình cảm nồng thắm đã về chung một nhà. Và hơn 30 năm sau, họ vẫn ung dung, điềm nhiên sống, vẫn như ngày đầu e ấp trên phim trường thời còn trẻ. Sau 30 năm chung sống và có với nhau một cô con gái xinh xắn, Lục Tiểu Linh Đồng và vợ vẫn yêu thương và trân trọng nhau như ngày đầu. Ông tâm sự rằng, tôi đã có lỗi vì đã không cho cô ấy một đám cưới mà người phụ nữ nào cũng mong ước. Chính vì điều này nên tôi luôn cảm thấy mình mắc nợ cô ấy. Ông cũng thường xuyên khoe ảnh vợ trên trang cá nhân. Dưới những bức ảnh của người vợ xinh đẹp, ông trân trọng đề tựa dòng chữ. Mối giao tình của đôi ta là vĩnh cửu, khiến không ít người trầm trồ, hâm mộ trước tình yêu đẹp của hai vợ chồng người nghệ sĩ. Cho đến sau này, mỗi dịp sinh nhật người vợ yêu, Lục Tiểu Linh Đồng đã viết một bức thư thật dài kể về mối tình đẹp được nảy nở từ bộ phim Tây Du Ký. Nếu tôi là cánh diều bay nhảy thì vợ tôi chính là người cầm dây diều. Người thả diều luôn biết khi nào nên giữ chặt, khi nào nên nới lỏng dây để diều có thể bay thật cao mà chẳng sợ đứt dây. Tình cảm của chúng tôi bao năm vẫn vẹn nguyên như vậy. Với vợ tôi luôn trân trọng và biết ơn cô ấy.